cuộc sống hoa hậu Diễm Hương sau một năm định cư Canada. Không còn hoạt động showbiz, hoa hậu Diễm Hương tận hưởng niềm vui từ những bữa ăn chồng nấu, công việc trang điểm, phun xăm thẩm mỹ ở Canada. Tháng 10 năm 2023, Diễm Hương một mình sang Canada định cư. Hoa hậu cho biết đã cân nhắc nhiều yếu tố và được người thân ủng hộ kế hoạch này. Chưa đủ điểm tín dụng để mua nhà ở Canada, người đẹp sống trong một căn hộ thuê ở thành phố Vancouver. Thời gian đầu ở xứ người, Diễm Hương chưa quen với thời tiết khoảng 5-7 độ C, khác hẳn khí hậu thành phố Hồ Chí Minh quanh năm ấm áp. Cô ở nhà đọc sách, luyện tay nghề làm phun xăm thẩm mỹ, làm video đăng TikTok và thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi, ngắm cảnh thiên nhiên. Theo Diễm Hương, Canada yên tĩnh, không quá hối hả như ở Mỹ, phù hợp tính cách của cô. Diễm Hương xác định sang Canada sẽ sống đơn giản, ăn mặc thoải mái như một người bình thường, không cần ai biết mình là hoa hậu. Sau 2 tháng định cư, Diễm Hương dần thích nghi với cuộc sống mới. Ngoài nghề phun xăm thẩm mỹ, cô còn thử sức làm MC đám cưới, kinh doanh áo dài để có thêm thu nhập. Dù công việc khởi sắc, Diễm Hương cho biết cuộc sống của cô ở Canada chỉ tạm ổn, chưa dư dả vì mọi chi phí đều đắt đỏ. Tôi luôn nhớ lời ba dặn phải chi tiêu tiết kiệm để lo cho tương lai. Được cái tôi ăn cơm với mắm cũng thấy ngon rồi, không cần cơm có thịt. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chứng minh lựa chọn qua đây của mình là đúng, hy vọng giàu sớm, Diễm Hương nói. Tháng 12 năm 2023, Diễm Hương cho biết con trai, bé Noa, được ông ngoại đưa sang Canada đoàn tụ mẹ. Hoa hậu tìm hiểu một số trường để đăng ký cho con trai 8 tuổi vào học tiếp tiểu học. Theo người đẹp, con trai cô thích những nơi thời tiết lạnh nên rất hào hứng khi sang Canada sống với mẹ. Noa hiện đã biết phụ mẹ rửa chén, xếp đồ, làm sạch nhà vệ sinh. Cuối tháng 1, Diễm Hương tổ chức lễ cưới với chồng tên Duy tại một nhà thờ ở Canada. Bố cô dắt tay con gái vào lễ đường, trao cho con rể. Theo Diễm Hương, ông xã không chỉ yêu thương cô mà sẵn lòng chăm sóc, nuôi dạy bé Noa. Nhờ anh, cô thấy bình yên và hài lòng dù cuộc sống mới ở Canada nhiều thử thách. Trước đó, Diễm Hương từng trải qua 2 cuộc hôn nhân. Năm 2011, cô kết hôn với đại gia Trường Chinh rồi chia tay trong ồn ào năm 2012. Sau đó, cô gặp gỡ Quang Huy và cưới năm 2015, khi con trai Noa tròn 1 tuổi. Vài năm trước, khán giả đồn Diễm Hương một lần nữa ly hôn nhưng cô im lặng. Diễm Hương đón Valentine bên ông xã. Nói về cuộc sống mới sau khi kết hôn lần 3, hoa hậu cho biết cô mãn nguyện với những gì đang có. Cô thừa nhận mình nhiều tính xấu nhưng may mắn khi lấy được người đàn ông tốt, hiền lành, có chí cầu tiến, được mọi người xung quanh quý mến. Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 tiết lộ tính cô nóng nảy, hay cáu với chồng nhưng ngược lại, ông xã luôn nhẹ nhàng, tình cảm. Lúc không hài lòng điều gì anh chỉ im lặng, không tỏ ra khó chịu. Tôi giận thì anh dỗ dành bằng cách đi mua trà sữa cho tôi. Sau đám cưới, chúng tôi bảo nhau cố gắng vun vén cho gia đình nhỏ, Diễm Hương nói. Hoa hậu nói chồng cô là người hiền lành và khá rụt rè, bẽn lẽn. Anh làm công chức ở Canada, chưa quen với việc được nhiều người quan tâm đến cuộc sống riêng. Cặp vợ chồng chung quan điểm trong gia đình chỉ cô là người của công chúng, còn ba mẹ hai bên và ông xã không liên quan nên người đẹp cố gắng giữ cho họ cuộc sống bình yên. Đôi vợ chồng dự định có thêm con nhưng không vội mà để mọi thứ tự nhiên. Vợ chồng Diễm Hương và con trai 9 tuổi sống trong một căn hộ nhỏ tại Vancouver. Hàng ngày, ông xã đi làm công ty còn Diễm Hương mở dịch vụ phun xăm thẩm mỹ tại nhà. Diễm Hương mừng vì con trai coi ba dượng như bạn thân, còn chồng cũ và chồng mới của người đẹp cũng có mối quan hệ tốt. Sau một năm sang Canada định cư, cuộc sống của Diễm Hương và con trai dần ổn định. Cô nói hai mẹ con nhanh thích nghi môi trường mới nhờ ông xã bao bọc, giúp đỡ. Không chỉ là trụ cột kinh tế, chồng Diễm Hương đảm nhiệm bếp núc, kèm cặp bé Noa học hành. Diễm Hương từng nói hai ba con hợp gu, trò chuyện không khoảng cách. Noa thường chủ động dành cho ba dượng cử chỉ thân mật, ấm áp. Con trai Diễm Hương thường xuyên được mẹ và ba dượng đưa đi chơi, khám phá cảnh đẹp thành phố họ đang sống. Diễm Hương được khen nhan sắc ngày càng trẻ trung, như đôi mươi dù sắp sang tuổi 34. Hoa hậu nói bí quyết của sự viên mãn là biết đủ. Diễm Hương sinh năm 1990, giành vương miện Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010. Cùng năm, cô thi Miss Out vào top 14 chung cuộc. Cô từng góp mặt tại Miss Universe 2012 ở Mỹ.
Những năm qua, cô chủ yếu kinh doanh, ít tham gia showbiz. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.